niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quay trở về bờ giác an vui, quyết 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 quay trở về bờ giác an vui. Dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời.
Samsara. We always avoid the reality of samsara. We always run away from the samsara. We feel we don't want to suffer. Tất cả chúng ta, những người phàm trên thế gian này, chúng ta không biết khổ đau trong biển khổ luân hồi. Chúng ta tìm mọi cách tránh né, chạy trốn khỏi đau khổ. Bản ngã, cái tôi xui xiểm chúng ta, tránh né không muốn tiếp cận với những người khổ đau, không muốn nghe, không muốn gần gũi và không muốn trợ giúp những người đang đau khổ. Đó không phải là công hạnh của một vị Bồ Tát, đó không phải là công hạnh của người đệ tử của Đức Phật. Theo truyền thống của Đại Thừa, mỗi một đệ tử Đức Phật, trách nhiệm của mỗi chúng ta là giúp đỡ những người đang đau khổ, hướng cho họ về nương tựa tâm linh, nương tựa vào Tam Bảo. Bởi chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói, trong vô số kiếp luân hồi này, tất cả chúng sinh đã từng là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng ta. Không phải chỉ một đời, mà có lẽ cả triệu triệu kiếp, từ vô thủy kiếp, họ đã từng là cha mẹ thân thuộc của chúng ta. Bởi vậy, trong kiếp này, khi một duyên không may, họ đang gặp những khổ đau, trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của những đứa con hiếu thảo là chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ, chăm sóc và hướng dẫn cho họ để cho họ thoát được nguyên nhân của đau khổ, biết hướng đời mình về nương tựa Tam Bảo. Đó là trách nhiệm về một công hạnh của một người đệ tử theo truyền thống của Đại Thừa Phật Giáo. And during that period of blessing, we are going to prepare for the initiation of Amitabha, and the Amitabha initiation is to. Và chúng ta xin tất cả các Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay, chúng ta xin cùng cầu nguyện cho tất cả những Phật tử thiếu may mắn. Và đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho cả tôi được biết rằng ở Hàn Quốc có khoảng một tai nạn dưới biển, có khoảng 300 người đã chết. Và dịch sởi ngay tại Việt Nam cũng đã rất nhiều người phải ra đi. Chúng ta sẽ hướng tâm mình cầu nguyện cho những người không may mắn, những người đã mất
những người đã ra đi, và rộng ra nữa, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những loài động vật, những loài mà mỗi buổi sáng chúng đã bị cắt cổ mổ bụng bởi vì miếng ăn của loài người. Xin cũng gửi lòng từ bi cầu nguyện cho tất cả những loài động vật, cầu nguyện cho tất cả đều được giải thoát, đều được vãng sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đó là chương trình quán tình của Đức Phật A Di Đà. Và giờ này, theo lời thỉnh cầu, Đức Nhiếp Chính Vương đã hoan hỷ chấp nhận xuống tà để ban gia trì ân phước đến cho tất cả những Phật tử thiếu may mắn, những Phật tử khiếm thị và Phật tử câm điếc. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biển chân khổ đau hóa vui tình đồ. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tình. Phật
chúng ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp...